đây lại hay là chiến đội hạt giống của mùa giải thì họ vẫn chưa từng thất bại một lần nào. Đội của 79 Mãi Đỉnh là 9 thắng không thua, còn đội Bảo Ngô và TBC Out đó là 7 thắng không thua, chưa từng thất bại trước bất kỳ một chiến đội nào. Một chiến đội thiên về tấn công khi họ gồm có Thiên Vương Bang Siao và Thiếu Lâm Bảo Ngô, trong khi đó một đội là sự hoàn hảo kết hợp giữa tấn công đến từ 79 Mãi Đỉnh và support của Nghĩa Kaka Ngami. Nào, chúng ta sẽ thử đưa ra bình chọn trận đấu này anh em ơi, trận đấu rất hay. Bình chọn cho đội của Siao cho comment cho mình chữ C nhé. Còn để bình chọn cho đội của 79 Mãi Đỉnh sẽ comment cho mình số 79. Vâng, vậy là Siao đã rút điểm được ác 79 Mãi Đỉnh rồi, và đến bây giờ còn có Nghĩa Kaka Ngami rồi. Vấn đề thời gian em ạ, mình còn chưa kịp đưa ra kèo anh em đã đánh xong mất rồi. Đấy, vậy là cái chiến đội đôi công này của Bảo Ngô và Siao đã chiến thắng được một chiến đội hạt giống khác anh em nhé. Chiến đội của 79 Mãi Đỉnh và Nghĩa Kaka Ngami đã có thất bại đầu tiên, trong khi đó thì Siao cùng Bảo Ngô lại nối dài cái chuỗi trận toàn thắng của mình. Họ chưa từng thất bại ở trong mùa liên đấu thắng này. Rồi xong,